Thêm mình bỏ lâu rồi mà anh Khải, lên câu lạc bộ của anh làm gì vậy? Ủa thì mình lâu lâu mình phải lên coi lạc bộ của mình, nó lại coi học sinh nó quên là gọi là đệ tử của mình nó như thế nào chứ, chuyện nó cười quá, nó ăn học như thế nào, hoặc là nó cái sự trưởng thành của nó có vượt bậc không chứ, mình còn khuyên răng này chứ. Sư huynh đó hả? Gọi là sư huynh. Về môn gì vậy? Võ đan hả? Đủ thứ. Ông có thấy cái lúc mà kiểu cái thằng vô thách đấu không? Hả? Thằng mà to con tới thách đấu tôi đó. Thì đó, anh thấy anh là mày nè. Đúng rồi. Ông đừng bôi với anh tôi, cái thế tôi nó khác nhau mày. Đấy, anh hợp với Điển Hài là hợp thôi anh Thái. Không phải là anh không có muốn hết cái gì đâu. Nghĩ sao người ta đánh bỏ tôi. Ồ mà hàng kia. Đúng rồi, đúng vậy không? Đúng. Đệ tử anh ngồi nó cười bò luôn á. Nó ủng hộ tôi là nghĩ là thế nào tôi cũng thắng cái thằng đó đúng không? Đâm ra nó cười, nó vỗ tay cho tôi thấy nó nhiều đứa mà gọi nó cười cái mặt mày nó đỏ bừng lên luôn. Y chát như ông vậy đó. Anh đi diễn hài thì sẽ lạ. Ủa mà cái thế đó tôi thấy cũng hay mà ta. Thì cái đó là tôi sáng tác ra đó. Thiệt. Rồi đi nè, em mà thách đấu đi ha. Nữa. Đi xích. Chó ông thằng. Đúng rồi, ăn cầm đi. Anh học võ lâu ngày đúng không? Nội công thâm hậu lắm đúng không? Nói chung là bây giờ nó có thể suy giảm là cỡ 1% á, đó là 100% giờ còn 99% á, cỡ đó. Dạ. Yeah. Có thể nào anh dùng tay anh bứt đứt dây xích này không? Để suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Hồi xưa là cái cọng dây xích này đối với tôi là chuyện thường, rất là thường luôn. Chỉ cần để cái lực của tôi chỉ cần về đếm 1, 2, 3 là bứt liền á. Đúng, có thể bứt được nhưng mà đối với một người có một sức lực rất là mạnh. Ví dụ một con chó. Chó thì nó bứt xích thường xuyên. Anh biết cái nguyên nhân tại sao con chó nó bứt xích? Tại vì chó lực nó mạnh. Đúng. Bất nhất là mấy con chó đực. Khi có một con bướm bay ngang qua là nó bắt đầu nó dạo giật phùng hụt lên. Nó ăn nó bùng 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 là đứt dây xích. Đúng mà cho con đó. Cái hơi nó mạnh ghê thiệt. Đó. Nó gọi là bướm. Chứ mọi khi mà dụ như mà ông xích cho nó đúng không? Ông có tức nó, ông tới ông quýnh nó cho nó chạy nhảy cỡ nào cũng mà giờ đứt. Con bướm nó bay ngang qua là nó đầu nó dạo giật cả người rồi. Còn lại một câu bây giờ em anh thay đổi làm sao anh bứt được đứt dây xích này nè? Tôi đâu phải con chó đâu mà giật đứt đó phải họ bây giờ vậy nè. Ông có thể mà dẫn một cô bé nào đó thật là đẹp đó. Cô bé bây giờ toàn thuốc cỏ không à, ăn không nổi đâu. Thì kệ chết cha cho già đi chứ không ăn sợ chi, kệ nó ăn dù có chết cũng chấp nhận nữa mà. Hê. Thôi. Chấp nhận tôi chấp nhận. Thôi được rồi. Có cái mẹo nha. Anh biết lý do tại sao mà con chó nó bứt đứt một cọng xích rất là đơn giản. Cái này nhỏ đối với con chó là bình thường. Xích dày hơn mà đứt nổi. Thì cọng này là nó đơn giản thôi, cọng bự nó bứt đứt mà. Rồi. Thử không? Không tin thế thử đi. Thử coi. Rồi. Test thử cho anh coi. Bứt xích nó cũng một cái mẹo. Bứt xích cũng có cái mẹo hả? Đúng rồi, có cái mẹo bứt xích chứ không phải là bứt bụp bụp bụp. Mình không có sức thì mình phải dùng mưu. Mưu hả? Ừ, dùng mưu. Tôi nói là mạnh dùng sức mà yếu là dùng mưu đúng không? Dùng mưu. Rồi sao bứt? Nếu anh kéo căng như vậy sẽ không đứt. Sao đứt nổi? Rồi, anh phải xoắn. Xoắn lại đúng không? Xoắn là chi? Thì giống như là con chó vậy đó. Nó xoắn lại nó mới đứt được. Nó chạy tung tăng, nó dày vậy. Đúng rồi, ý nó xoắn vậy nè. Nó cồm, nó sộp với nhau là đó. Không, nhiều khi buổi sáng tôi đi ra tôi gỡ là đuối luôn á. Vậy đúng không? Xoắn lại đúng không? Cách đơn giản để bứt đứt một cọng xích đó. Không, nhiều khi nó quấn ghê lắm, muốn sát cổ luôn á. Rồi, được chưa? Rồi, anh kéo nhẹ thôi, không cần giật gì đâu tay. Kéo nhẹ nhẹ thôi. Đã ra thôi, nhẹ nhàng thôi. Ôi. Thấy chưa? Sao kỳ vậy? Nhẹ nhàng thôi là đứt rồi. Mà lý do là sao chứ, này tao quấn hết trơn rồi mà. Chúng ta mở một cách rất là nhẹ nhàng thôi, không cần phải dùng sức mà giật đùng đâu. Ủa nó văng cái mắt kia rồi, đâu rồi? Mắt nó bị văng rồi. Đây là một cái mẹo mà bứt xích rất là đơn giản và nhẹ nhàng, không cần phải dùng sức, một người yếu cũng có thể mà bứt đứt cọng xích được. À, là mình cứ dặn chặt vô sát rồi sẽ co. Nó mở cái quát cái này ra đúng không? Đúng rồi. Quá trình mình kéo là nó quát cái này ra đúng không? Đúng rồi. Chứ mình để thẳng là không bao giờ đứt đúng không? Đúng rồi. Thấy cái gì bứt đó? Bứt rồi nè. Nè, đứt nè. Cái này ra rồi. À, sao? Là quá trình mình sáng giờ là mình chỉ cần gị nhẹ là bứt liền đúng không? Đúng rồi, không cần phải dùng sức đâu anh ơi. Giãn nè, nó kéo giãn ra nè. Thì ra là thế, cái gì cũng có. Ấy à, rồi. Vậy đứt. Thôi. Đơn giản vậy thôi. Mình không có sức thì mình dùng mưu. Hèn chi ngày hôm qua tôi dùng mưu mà đúng rồi tôi thắng liền. Đó, hôm qua là anh dùng mưu. Sao tôi quên rồi? Đúng rồi, vậy đó. Thế mưu rồi đó. Là cái thế này gọi là vô bắt đầu tới luôn đúng không? Cái mình nhìn hướng nó liền, qua là cái mình nhìn hướng này liền đúng không? Đúng rồi.
Tôi nói là nó chỉ cần cười bò là nó lăn ra, nó kiểu em xin hàng luôn. À, ok nha, đây là một cái mẹo rất là hay giúp mọi người là bứt đứt một cọng xích mà không cần phải dùng sức dùng đồ hết nha. Đơn giản vậy thôi, hay chỉ cần mọi người xoắn mọi người bật lả ra thôi. Cọng bự cũng vậy đúng không? Ừ, ok. Hay đó. À, mọi người có ý kiến nào hãy bình luận ở dưới nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ.